Đức Phật nói rằng cũng như mình à, chớ chê khinh điều thiện. Có khi cái thiện có một chút xíu mà, cũng như mình nói một nói thí dụ đi, cái bà đi ngang đó, bà ghinh đồ một ông nội, mình chỉ ghinh giúp bà một chút xíu à, hoặc là một con kiến nó cần bố thí cho nó ăn, mình chỉ cần mình cho nó một chút xíu để nó ăn thôi à, đó là cái tuy là nó ít nhưng mà Đức Phật nói chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Nhưng nước nhỏ từng giọt, rầu bình cũng đại tràn, tức là nó nhỏ ít nhưng nó cũng đại tràn, tức là tuy là nó nhỏ. Thí dụ như bây giờ mình nói là bố thí thôi, bố thí đến đến Đức Phật và chúng ta thì nó phước lớn, nhưng mà nếu mà mình bố thí cho cái người bình thường không có Đức Phật và chư tăng thì không có phước lớn. Nhưng mà mình nhỏ từng giọt mình gom từng cái thì nó, thay vì mình cúng một cái một thì nó nhiều, còn bây giờ mình cúng nhiều cái nó gom lại nó cũng thành nhiều. Mà cho nên Đức Phật mới nói chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình à, tức là mình làm phước vậy nó chưa chỗ quả cho mình à, nó không đến mình, nó không chỗ quả đến mình làm phước ít quá không chỗ quả đến mình. Thì Đức Phật nói chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rầu bình cũng đầy tràn, từ từ rồi nó đủ năng lực, thiện pháp nó đủ năng lực, nó sẽ cho một ngày nào đó nó sẽ cho cái quả cho mình thù thắng, nhưng mà mình không biết là lúc nào, nhưng mà nó sẽ có cơ hội, từ từ nó sẽ cho. Cho nên Đức Phật nó nói như nước nhỏ từng giọt, rầu bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện, cái người trí á, thì người ta làm cái điều thiện chứ người ta không chịu làm điều ác à, do chất chứa dần dần. Cái người trí người ta do cái chất chứa dần dần, còn cái người mà không có trí tuệ thì người ta không có chứa, người ta cho là cái làm cái chuyện đó là vô ích, làm cái chuyện đó là không có lợi ích, cho nên họ không có chứa điều thiện, họ không có tạo cái điều thiện cho mai sau, họ chỉ sống ngay hiện tại này. Và hiện tại này họ không có biết là cái quả của quá khứ, mà hiện tại này có lợi à, tức là quả thù thắng hay quả không thù thắng, họ mặc kệ, họ cứ bươn chải để họ sống ở cuộc đời này thôi, chứ họ không có nghĩ cho tương lai. Cho nên hả, là họ không có tin nghiệp quả của nghiệp. Cho nên chính vì vậy mà mình thấy có những người ta nói là à, tin nghiệp quả của nghiệp, ôi tôi tin nhân quả à. Nhưng mà thật sự họ không có tin, bởi vì nếu mà tin nhân quả thì họ sẽ có tin có mai sau, cho nên họ sẽ lo cho tương lai, nhưng mà họ không có lo cho tương lai, cho nên họ cứ sống bình thường vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là mình đó, cố gắng mình đừng có chê khinh cái điều thiện, cho rằng chưa đến mình, nhưng mà như nước nhỏ từng giọt rồi mình cũng đại tràn, thì mình tích tử chính tử chính tử chính tích chữ lặng lặng rồi nó cũng đầy, rồi nó cũng có năng lực và nó cho quả mình một mai. Ví dụ như người ta có thể người ta giải thoát sớm, người ta có đầy đủ tài sản, nhưng mà mình cũng giải thoát chậm, nhưng mà mình cũng có đầy đủ tài sản. Cho nên nó hẳn là mình phải cố gắng, mình là cái người trí, chọn cái tốt chứ không có chọn cái xấu. Đã mình hiểu được nhân quả rồi thì dù cho nhân quả một cái phước đó, thì thật ra người ta nó chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Cái điều thiện đó nó không có, bởi vì cái điều thiện á, lớn và nhỏ thì nó không phải, cái điều thiện đó là nó không phải tính về vật chất mà nó tính về tâm. Có những bà già bà cúng miếng con trái mà bà sanh lên cõi trời, thì cái tại sao mà cái miếng con trái mà sanh cõi trời, vì cái tâm bà quá lớn đối với cái miếng con trái, cho nên đối với mình là quá nhỏ. Chê đây là nhỏ, nhưng mà bà cúng cho ngày cách sắp á cái miếng cơm trái, nhưng mà cái tâm bỏ quá lớn đối với cái cơm này là bà quý, cho nên chính cái quý đó cái tâm nó lớn, cái tâm nó lớn cho nên cái quả nó lớn, cái quả nó lớn là nó cho bà tái sanh lên cõi trời. Cho nên Đức Phật mới nói chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mà
tức là nó có một chút vậy nhưng mà nó có đủ năng lực, nó tuy là vậy nhưng mà nó đối với mình cũng có một chút, nhưng mà cái tâm của mình lớn ở trong trọng, mình hết sức mình ở trong đó và mình hết tâm ở trong đó, trong tâm trí trong đó, cho nên cái phước nó rất là lớn. Cho nên Đức Phật mới nói, cho nên nó phước đó, nó không phải ở vật, mà nó phước nó ở tại cái tâm. Cái tâm có quý hoặc là tâm không có quý, đối với mình quý trọng, mình trân trọng, cho nên chính vì vậy đó cái phước đó là mình lớn. Cho nên Đức Phật mới nói là chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình đừng có, tuy là cái thiện đó mình nói là nhỏ, đối với mình thấy là nhỏ, nhưng mà nó rất là thù thắng. Cho nên cái bà già đó, bà cúng một miếng cơm trái mà bà được sanh lên cõi trời. Cho nên mình mới thấy là được đó là chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Đó là khi mà bà chết, bà tái sanh lên cõi trời rồi. Tắt đi. Bà tái sanh lên cõi trời rồi, nhưng mà bà vẫn làm chút đỉnh, bà xuống bà quét gác cho ngài Xá Lợi Phật. Và tức là khi mà chứng đắc, khi mà về lên được cõi trời, cái cô đó của tái sanh của cúng miếng cơm gà, cúng gan mà cổ sanh lên cõi trời rồi, cổ thấy như vậy là không phải là ít. Như vậy thì cổ từ đó tới sau cổ xuống cổ phục vụ để cổ quét đặng mà cổ sanh lên cõi trời còn cao hơn nữa đó. Cho nên cổ không có ấy, cho nên Đức Phật lúc đó mới nói là chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Đó, thành ra chính vì vậy mà mình người Phật tử mình cố gắng mình tích chữ dần dần, tuy là ít nhưng mà mình tích chữ để cho mai sau ở tương lai, để mà nhất là cái mình sớm giải thoát, đó là cái quan trọng nhất. Dạ sa thú chi ân sư đã cho cái lời pháp hay quan hỷ. Dạ con.